Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Minh Khoa rất vui mừng khi mà sau một tuần trôi qua chúng ta lại gặp nhau tại Văn Lang Q&A, chương trình livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Văn Lang. Kính thưa quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, nhu cầu xã hội ngày càng phát triển về tham vấn trị liệu tâm lý cũng như là nhu cầu về các dịch vụ xã hội cho những nhóm yếu thế ngày càng tăng cao. Và đây chính là tiền đề để ngành tâm lý học và ngành công tác xã hội được phát triển. Thưa quý vị, những năm gần đây, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo hai nhóm ngành này theo định hướng là ứng dụng, tăng cường năng lực thực hành và phát triển bản thân để thích ứng với các nhóm thân chủ. Và hôm nay chúng ta hãy cùng Văn Lang Q&A tìm hiểu kỹ hơn về hai ngành này nha. Dạ, em chào thầy. Giới thiệu với quý phụ huynh và các bạn học sinh, đây là thầy Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải, Phó trưởng Bộ môn Công tác xã hội của Trường Đại học Văn Lang. Bây giờ thì em xin mời thầy giới thiệu một chút xíu đến phụ huynh và các bạn học sinh nha. Kính chào quý phụ huynh và thân chào các em học sinh thân mến. Rất là cảm ơn quý phụ huynh cũng như là các em học sinh đã dành thời gian theo dõi buổi live stream của Trường Đại học Văn Lang về ngành tâm lý học và ngành công tác xã hội. Kính chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một buổi tối an lành. Dạ, em cảm ơn thầy với những lời chào đầu tiên. Thưa quý vị, và trong suốt 90 phút của buổi livestream ngày hôm nay thì không chỉ có thầy Hải mà chúng ta còn được gặp gỡ những thầy cô là ban tư vấn online rất là xịn sò đến từ khoa xã hội và nhân văn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón ban tư vấn online nhé. Đầu tiên thì Minh Khoa xin được giới thiệu với các bạn thí sinh. Ban tư vấn online gồm các thầy cô đến từ khoa xã hội và nhân văn. Em xin được mời ban tư vấn gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi buổi livestream tối nay ạ. Đầu tiên thì em xin mời Thạc sĩ Kiều Văn Tu trước ạ, thầy là giảng viên bộ môn công tác xã hội. Em xin mời thầy ạ. Hello, xin chào toàn thể quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh đang theo dõi trên live stream. Tôi giới thiệu, tôi tên Kiều Văn Tu, là giảng viên công tác xã hội của ngành công tác xã hội khoa học xã hội nhân văn trường Đại học Văn Lang. Xin chào thầy, quý cô và các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Tiếp theo thì em xin mời cô Thạc sĩ Trần Thư Hà là Phó trưởng Bộ môn Tâm lý học có thể gửi lời chào đầu tiên đến quý phụ huynh và các bạn học sinh không ạ? Dạ, em mời cô. Cảm ơn em. Xin kính chào quý thầy cô, chào quý phụ huynh, chào các em học sinh. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Trần Thư Hà, Phó trưởng Bộ môn Tâm lý học, Khoa xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn Lang. Tôi rất vui được tham gia vào buổi tư vấn tối nay cùng với quý phụ huynh và các em học sinh. Chúc quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh có một buổi tối đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Tiếp theo thì xin mời quý phụ huynh và các bạn học sinh cùng đón chào Thạc sĩ Hoàng Dương là giảng viên bộ môn tâm lý học. Em xin được gửi lời chào đầu tiên đến thầy ạ. Vâng, xin chào MC, xin chào quý thầy cô, chào quý phụ huynh và các em học sinh rất thân mến. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Hoàng Dương, tôi là giảng viên của bộ môn tâm lý học Trường Đại học Văn Lang. Và chúng tôi rất là vui mừng và háo hức để được chia sẻ những cái thông tin liên quan đến học tập và nghề nghiệp tâm lý với đến với quý phụ huynh và tất cả các em học sinh trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Dương ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đón chào vị khách mời cuối cùng. Minh Khoa xin được giới thiệu Tiến sĩ Phạm Văn Tuân, giảng viên bộ môn tâm lý học. Em xin được chào thầy ạ. Vâng, xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể em học sinh đang theo dõi live stream buổi tối ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Phạm Văn Tuân, hiện đang là giảng viên ngành tâm lý học khoa xã hội nhân văn Trường Đại học Văn Lang. Chúng tôi rất là vui khi hôm nay được đến đây tham gia chương trình và giới thiệu với lại quý phụ huynh cùng em học sinh những thông tin hữu ích nhất về hai ngành đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang hiện nay, đó là ngành công tác xã hội và ngành tâm lý học. Kính chúc cho quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh một buổi tối thật là vui vẻ và có được nhiều thông tin hữu ích để có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn các thầy cô.
Và các bạn thân mến, cho dù là ngày hôm nay chúng ta kết nối online, nhưng mà đây cũng sẽ không phải là trở ngại để quý thầy cô ban tư vấn online đến gần hơn với các bạn học sinh đang xem Văn Lang Q&A tối ngày hôm nay. Các bạn cứ comment nhiệt tình ở phía bên dưới video livestream của fanpage Trường Đại học Văn Lang, và tất cả những thầy cô ngày hôm nay ngồi ở đây sẽ giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các bạn học sinh K28 các bạn ha. Và để giúp cho các bạn thí sinh chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hai ngành học của khoa xã hội và nhân văn, thì bây giờ em xin được mời các thầy cô giới thiệu về nội dung đào tạo chính của mỗi ngành, để từ đó các bạn học sinh sẽ đặt tiếp những câu hỏi về chương trình học cũng như là cơ hội nghề nghiệp. Đầu tiên thì em xin mời thầy Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải, Phó trưởng Bộ môn Công tác xã hội, sẽ giới thiệu về ngành công tác xã hội của Trường Đại học Văn Lang đến các bạn học sinh ạ. Dạ, em mời thầy. Dạ thưa, là cái ngành công tác xã hội của Trường Đại học Văn Lang á, thì nhìn một cách tổng quát á, thì chúng ta sẽ đào tạo trong vòng 3 năm rưỡi hoặc 4 năm. Thì đối với lại những bạn học vượt hoặc chúng ta có thể học tăng cường á, thì chúng ta sẽ học trong vòng 3 năm rưỡi. Thì đó lúc đó chúng ta có thể là tốt nghiệp sớm hơn và chúng ta có thể tiết kiệm thời gian để chúng ta có thể đi làm sớm. Còn đối với chúng ta học bình thường thì chúng ta học trong vòng 4 năm. Thì nhìn một cách tổng quát á, thì trong vòng 4 năm hay là 3 năm nữa thì cũng phải trải qua 11 học kỳ. Trong 11 học kỳ đó thì có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì thường là học kỳ 1, học kỳ 3 thì chúng ta sẽ học những cái môn về đại cương. Ví dụ như những môn về lý luận chính trị, những môn về anh văn, tin học hoặc là kỹ năng mềm. Đến cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta bước vào năm học thứ hai á, thì những cái học kỳ đó thì chúng ta có thể học những cái môn cơ sở ngành. Ví dụ như là những cái môn về phục vụ cho cái nền tảng cho cái ngành công tác xã hội. Ví dụ như chúng ta có thể học là về chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và sức khỏe cộng đồng ha, hoặc là công tác xã hội đại cương. Thì đó là những môn về cơ sở ngành. Thì đến năm thứ ba thì chúng ta sẽ học những cái môn chuyên ngành. Trong cái nhóm chuyên ngành thì chúng ta có thể là học về những cái chuyên ngành về công tác xã hội cá nhân, gia đình hoặc là cộng đồng. Ví dụ như chúng ta có thể là làm việc ở học tập những cái môn như là công tác xã hội với trẻ em, với người già, với người khuyết tật, những người nghèo, hoặc là những cái môn học về phát triển cộng đồng, xây dựng dự án. Đến cái học kỳ cuối cùng á, hoặc năm cuối cùng á, thì chúng ta có thể là học những cái học phần về thực tập cuối khóa kéo dài trong khoảng 2 đến 3 tháng để chúng ta có thể củng cố cái năng lực về nghề nghiệp, về chuyên môn của mình, để chúng ta có thể là tốt nghiệp trở thành một người có thể làm được cái nghề công tác xã hội. Ngoài ra thì song song trong cái giai đoạn cuối đó thì chúng ta có thể lựa chọn hai phương án. Một là làm về khóa luận tốt nghiệp cho những bạn sinh viên khá giỏi, hoặc là chúng ta nếu mà không đạt những cái điều kiện để chúng ta làm khóa luận tốt nghiệp thì chúng ta có thể là lựa chọn những môn thay thế. Thì chúng ta có hai cái môn thay thế cho môn khóa luận tốt nghiệp. Thì đó là nhìn một cách tổng quát về cái ngành công tác xã hội. Đó chỉ là một cái góc nhìn tổng quát chung thôi về ngành công tác xã hội đúng không thầy? Như vậy thì đó là về ngành công tác xã hội. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với Thạc sĩ Trần Thư Hà, Phó trưởng Bộ môn Tâm lý học. Cô sẽ giới thiệu về một ngành học hot của khối xã hội và nhân văn, ngành tâm lý học. Bây giờ thì em xin mời cô ạ. Dạ vâng, tôi xin đại diện ngành tâm lý học giới thiệu với quý phụ huynh và các em học sinh về những cái đặc điểm cơ bản nhất mà ngành tâm lý học của đại học Spas, của khoa xã hội nhân văn và đại học của đại học Văn Lang định hướng như thế nào. Thì cảm ơn bạn MC đã khẳng định một cái câu rất là chắc chắn là chúng ta đều biết hiện nay tâm lý học được coi là một ngành hot. Và thực tế thì vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì cái chức danh nhà tâm lý học đã được có được trong danh mục nghề nghiệp của Việt Nam. Đây là một cái khởi sắc rất lớn và có ý nghĩa cho ngành tâm lý học, cũng như đây là một cái cơ hội việc làm cho tất cả những bạn sinh viên mà hướng tới học ngành tâm lý học. Vậy ngành tâm lý học ở Văn Lang sẽ hướng tới những vấn đề gì? Chúng tôi xây dựng ngành tâm lý học với mục đích là theo cái hướng ứng dụng, tức là sinh viên ra trường sẽ có khả năng đáp ứng được những yêu cầu xã hội và có khả năng học tập suốt đời. Vậy thì ngành tâm lý học của Đại học Văn Lang đã được thành lập tính đến nay là được 4 năm và đến tháng 8 này là có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp. Cái sứ mạng của ngành tâm lý học Đại học Văn Lang là đào tạo ra những bạn sinh viên có khả năng ứng dụng ngành nghề và phục vụ vào những cái yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con người. Ngành tâm lý học đào tạo theo hai chuyên sâu thứ nhất là về tham vấn trị liệu và chuyên sâu thứ hai theo ứng dụng là tâm lý học xã hội. Hiện nay cái hướng tham vấn trị liệu của tâm lý học xã hội là hai hướng mà đang có nhu cầu cao trong thị trường, và chính vì thế chúng tôi cũng hướng tới đào tạo sinh viên theo hai hướng chuyên sâu này.
Và theo cái định hướng như thế thì cái bước giảng dạy sẽ là kéo từ 3 đến 4 năm. Sinh viên có thể học vượt, hiện nay rất nhiều sinh viên các bạn năm 2, năm 3 đã có thể học vượt lên được. Và chính vì thế cái thời gian học của các bạn có thể rút ngắn lại. Và cái kế hoạch giảng dạy của trường một năm cũng là 3 học kỳ. Chính vì thế xu hướng là sinh viên có thể chỉ học từ 3 năm rưỡi là các bạn có thể tốt nghiệp được. Với cái tiến độ là học 3 năm rưỡi đến 4 năm như thế thì chúng tôi xây dựng theo cái định hướng là năm đầu tiên các bạn sẽ học các môn về nét cương, bao gồm những cái môn về kiến thức của ngành, ví dụ như các bạn học về tâm lý học nét cương hoặc về lịch sử tâm lý học. Rồi đến giai đoạn tiếp theo là các bạn sẽ định hướng học các môn về kiến thức ngành. Bắt đầu các bạn tìm hiểu về những cái vấn đề cơ bản nhất của tâm lý người, ví dụ như là tâm lý học phát triển, tâm lý học nhân cách, tâm lý học xã hội. Các bạn có thể học một số các môn khác liên quan để định hướng trong cái tầm trong chuyên sâu của mình, ví dụ như là tâm lý học gia đình, tâm lý học giới tính, tâm lý học sức khỏe, tâm lý học lâm sàng. Các bạn có thể học môn chẩn đoán tâm lý. Chúng tôi cũng đào tạo thêm một hướng nữa là về ứng dụng về tâm lý học xã hội, như chúng tôi có thêm những cái môn về sức khỏe, về tôn giáo, về tâm lý học pháp lý. Vậy thì đến năm 2 các bạn bắt đầu có những kiến thức ngành như thế, thì đến tiếp theo từ năm 3 cuối cái giai đoạn năm 2 các bạn sẽ có cơ hội đi kiến tập nghề, các bạn đến thực tế các nơi, ví dụ như là trường học, là bệnh viện hoặc là công ty, để các bạn xác định được là cái ngành học tâm lý đó thì tới những cái nơi thực tập đó sẽ làm công việc như thế nào. Từ đó các bạn có một cái định hướng rõ ràng hơn trong cái việc chọn chuyên sâu của mình. Sau đó lúc sang năm thứ 3 thì chúng tôi bắt đầu học các môn thuộc về kiến thức chuyên sâu. Nếu bạn chọn tham vấn trị liệu tâm lý, bạn sẽ học các môn về các kiến thức tham vấn trị liệu, các liệu pháp trị liệu, các kỹ năng tham vấn. Bạn có thể học các môn về tham vấn tâm lý học đường, tham vấn người trưởng thành, tham vấn người nghiện, hoặc là trị liệu tâm lý trẻ em, trị liệu tâm lý người lớn. Còn nếu theo hướng tâm lý học xã hội thì bạn có thể học các môn là hành vi tổ chức, tâm lý học giao tiếp và truyền thông, và phương pháp nghiên cứu tâm lý học xã hội. Các bạn cũng có thể học các môn tâm lý học tổ chức nhân sự, tâm lý học quản lý, tâm lý học xã hội và hành vi khách hàng. Đó. Thì đây là những cái môn cơ bản nhất mà ngành tâm lý học của Đại học Văn Lang hướng tới. Và đến cái giai đoạn cuối là các bạn sẽ có cơ hội đi thực tập. Hiện nay các bạn sinh viên năm tư khóa đầu tiên của chúng tôi, các bạn đã đến thực tập ở bệnh viện, ở trường học và trung tâm. Các bạn cũng được những người phụ trách tại nơi thực tập đó đánh giá rất cao về cái khả năng ứng dụng của sinh viên khi tiến hành thực hiện ca hoặc là tiến hành giảng dạy những môn về kỹ năng mềm tại trường học. Thì qua đây là tôi giới thiệu một chút với quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể hình dung ra được cái mục đích đào tạo về cái chương trình đào tạo và quý phụ huynh giảng dạy của ngành tâm lý trong suốt khóa học như thế nào. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều những thắc mắc câu hỏi của quý phụ huynh và các bạn học sinh, thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng lắng nghe và trả lời các bạn để làm sao các bạn có những cái định hướng để mình đẹp tốt nhất phục vụ cho cái nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn cô Hà rất là nhiều ạ. Quý phụ huynh và các bạn thân mến, ngày hôm nay Minh Khoa chắc hẳn là mọi người đang có những cái tò mò thắc mắc. Một cái điều thú vị đó là lý do vì sao các thầy cô lại đam mê lựa chọn sự nghiệp giảng dạy ngành tâm lý học và ngành công tác xã hội, đúng không ạ? Rõ ràng là vừa rồi với hai câu hỏi đầu tiên của chương trình dành cho hai thầy cô về nói sơ tổng quát về ngành và bộ môn công tác xã hội cũng như là tâm lý học thôi, nhưng mà các thầy cô đã có những tâm huyết để khi mà mình nói về những cái vấn đề này, cho nên là bây giờ chắc hẳn là các thầy cô cũng đã có rất nhiều câu chuyện ở phía trước khi mà chúng ta lựa chọn sự nghiệp giảng dạy của ngành này. Đầu tiên thì nãy giờ thì mình đã nói chuyện với thầy Hải và cô Hà rồi, cho nên là tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Thạc sĩ Kiều Văn Tu, là giảng viên bộ môn công tác xã hội. Em xin được mời thầy có thể là kể câu chuyện của mình được không ạ? Chào quý thầy cô, phụ huynh, cảm ơn MC đã có cái đề xuất chia sẻ cái câu chuyện của mình. Thực sự khi mình học phổ thông thì bản thân mình thì cũng chưa có nhiều thông tin về cái ngành nghề, trong đó có ngành công tác xã hội, thì mình nhận thấy rằng là xung quanh mình có rất là nhiều người nghèo, người khuyết tật, và cái
cái giai đoạn của mình thì có rất là nhiều người nhiễm HIV và bị phân biệt kỳ thị. Thế thì mình mới nghĩ ra rằng là cần phải có một cái ngành nghề nào đó hay là ai đó để có thể giúp đỡ cho họ được. Thì bản thân mình có, mình nhận thấy là xung quanh mình có những cái người yếu thế như vậy và cũng chưa có một cái ngành nghề nào trong xã hội có thể giúp đỡ họ để có thể vượt qua được và sống tốt hơn và hòa nhập vào trong xã hội và có được những cái cơ hội bình đẳng giống như những người bình thường. Thế thì khi học ở phổ thông thì mình cũng nhận ra điều đó và mình mong muốn là tìm được một cái ngành nghề nào đó có thể giúp đỡ được cho những cái đối tượng như thế trong xã hội. Thì mình đã tìm hiểu thông qua rất là nhiều thầy cô cũng như là những cái thông tin trên báo chí thì mới tìm ra được đó là ngành công tác xã hội. Và từ đó thì mình đã bắt đầu đi tìm hiểu xem trường nào đào tạo ngành công tác xã hội. Thì cũng chia sẻ với quý vị các bạn học sinh đó là cái giai đoạn của mình thì cũng rất ít trường đào tạo ngành công tác xã hội và mình đã tìm được và theo học cái ngành công tác xã hội. Và khi đó thì mình học xong và mình thấy rằng là nó đã đáp ứng được cái kỳ vọng của bản thân mình có thể làm việc được với các đối tượng như thế. Thế thì cũng chia sẻ thêm với quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh rằng là trong thực tế cuộc sống ví dụ như kỹ năng giao tiếp đối với người bình thường thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được, thế nhưng mà kỹ năng giao tiếp đối với người khuyết tật hay là đối với những cái đối tượng yếu thế trong xã hội thì thực sự là không phải ai cũng có thể giao tiếp tốt với các đối tượng như vậy được. Cho nên cần phải có những kiến thức kỹ năng một cách rất là khoa học. Thì mình nghĩ rằng là đối với cái ngành khoa học về công tác xã hội có thể giúp cho từng cá nhân, từng học sinh trở thành một người làm công tác xã hội chuyên nghiệp và có đủ cái kiến thức và kỹ năng phục vụ cho cái công việc của mình sau này. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh và các thầy cô như vậy để có thể hình dung một chút về cái sự lựa chọn nghề nghiệp của mình trong cái giai đoạn mình đang lớp 12 thời gian trước đây. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Tu ạ. Đó là câu chuyện của thầy Tu. Như vậy thì còn câu chuyện của thầy Dương, thạc sĩ Hoàng Dương, giảng viên bộ môn tâm lý học thì như thế nào ạ? Em xin mời thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn MC, chào quý thầy cô và quý phụ huynh và các em. Thực ra thì giống như lúc đầu FT và Mô Thứ Hà cũng có chia sẻ với mọi người, hiện nay chúng ta đang thấy rằng là một thực tế là ngành tâm lý đang được quan tâm rất là rộng rãi ở trong xã hội. Tôi chỉ nhớ rằng là cách đây 20 năm chúng tôi tìm hiểu cái ngành tâm lý thì lúc đó rất là khó khăn, thông tin nó rất là ít và cũng rất là ít trường đào tạo theo cái hướng là ứng dụng như ngày nay. Ví dụ lúc đấy thì cả miền Nam chúng ta chỉ có mỗi một trường là trường Văn Hiến từ năm 1999-2000 là đào tạo theo cái hướng ứng dụng. Tuy nhiên là sau 20 năm chúng ta thấy rằng là phải nói là hơn 20 năm thì cái ngành tâm lý phát triển rất là rộng rãi. Hiện nay trong cả toàn miền Nam chúng ta là hơn trên 10 trường, chúng tôi nhớ sơ sơ là khoảng 13-14 trường đào tạo ngành tâm lý và theo hướng ứng dụng. Điều đó cho thấy một điều gì, đó là cái nhu cầu người học về tâm lý ngày càng nhiều. Và một cái điều nữa là cái sự quan tâm của xã hội nói chung đến ngành tâm lý ngày càng rộng rãi. Và bây giờ một em nào đó học sinh bước chân vào khoa tâm lý thì không còn cái cảm giác là rụt rè như ngày xưa chúng tôi là không dám nói với người ta là mình học tâm lý vì người ta không có hiểu. Bây giờ mọi người hiểu rất là tốt về điều này. Hoặc thậm chí là các em có quyền tự hào mình học một cái ngành để chăm sóc sức khỏe cho người khác. Và đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là xu hướng phát triển chúng ta đang phát triển theo các cái mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới, đó là khi các cái điều kiện khác về kinh tế, về cơ sở vật chất phát triển và nó cũng những cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng cao. Và đấy nó là một trong những cái yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi phải có những người chuyên nghiệp làm việc trong nền giáo dục về sức khỏe tinh thần, và tâm lý là một phần tất yếu và quan trọng trong việc này. Thì chúng tôi thấy rằng là mình rất là tự hào vì mình là một phần trong cái này và đang được
đứng trong cái đội ngũ để mà đào tạo cho các em là các thế hệ đi sau, và thậm chí là các em bây giờ đang là học sinh cấp 2, cấp 3, các em cũng có thể bắt đầu tiếp cái con đường như vậy để phát triển. Xin cảm ơn quý mô hình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những câu hỏi sâu về ngành nghề. Tiếp theo là tâm biết em, xin cảm ơn. Dạ, em được xin được cảm ơn thầy Dương rất là nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của thầy Tuân, tiến sĩ Phạm Văn Tuân, là giảng viên bộ môn tâm lý học. Không biết là thời thanh xuân của thầy đã trải qua và tiếp xúc với bộ môn của mình như thế nào ạ? Và tại sao thầy lại có đam mê với ngành này ạ? Vâng, xin kính chào quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Tôi đã học ngành tâm lý học cách đây 15 năm. Cũng giống như thầy Dương, ở thời điểm đó thì ngành tâm lý học ở Việt Nam thực sự chưa phổ biến và chưa nhiều trường đào tạo. Tôi tìm đến ngành này và các bạn ngành này bởi vì hai lý do cơ bản. Lý do thứ nhất là thích khám phá tâm lý của bản thân và tâm lý của người khác. Bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã được dạy và nghe nói một câu, đó là biết người biết ta trong trận trăm thắng. Trong cuộc sống mình muốn làm gì với ai thì mình phải hiểu được tâm lý của mình và mình phải hiểu được tâm lý của người khác. Và tôi được biết học ngành tâm lý học sẽ giúp được chúng ta cái điều đó. Và cái thứ hai là tôi theo học cái ngành tâm lý học với mong muốn được trở thành một giảng viên giảng dạy về tâm lý, một cái mảng công việc mà thực sự tôi rất là yêu thích. Và sau 15 năm học cái ngành này thì cái ước mơ đấy của tôi nó đã trở thành sự thật. Tôi đã và đang trở thành một giảng viên giảng dạy về tâm lý học. Bên cạnh giảng dạy về tâm lý học thì còn có thể giảng dạy về kỹ năng sống, rồi kỹ năng mềm cho các em học sinh ở phổ thông, cho các em sinh viên ở đại học. Và học tâm lý học hiện nay thì chúng ta không chỉ có thể trở thành một giáo viên dạy về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, một giảng viên dạy về tâm lý học, mà các bạn còn có thể trở thành các chuyên gia, các chuyên viên về tham vấn tâm lý, về trị liệu tâm lý, về quản trị nhân sự, về marketing, về truyền thông và rất là nhiều các cái mảng công tác khác mà hiện nay ngành tâm lý học ở tại online có đào tạo cho các bạn. Cũng giống như các thầy cô, tôi rất là tự hào vì là một trong những thành viên của lĩnh vực tâm lý học. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng nếu như các bạn thực sự yêu mến ngành này thì hãy chọn ngành này, mà tôi nghĩ rằng đó là một cái lựa chọn rất là đúng đắn và chúc cho các bạn thành công. Cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Tuân ạ. Và câu chuyện của thầy Tuân cũng là một ví dụ điển hình cho việc là ước mơ của bản thân từ khi còn đi học, đúng không nào? Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với câu chuyện của cô Trần Thư Hà. Hiện tại cô đang là phó trưởng bộ môn tâm lý học. Không biết là thời đi học thì cô đã có những ước mơ về ngành tâm lý học chưa ạ? Em xin mời cô ạ. Cảm ơn bạn MC. Nghe câu hỏi của bạn MC và con thần chia sẻ của các thầy thì tự nhiên tôi lại nhớ cách đây gần 15 năm khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông, là cái quá khứ tự nhiên nó lại chạy về. Nhưng mà cái thời điểm đó thì tôi cũng định hướng là sẽ học sư phạm và mong ước là muốn trở thành giáo viên. Và có một cơ duyên thực sự là đến bây giờ tôi vẫn còn có những cái khắc khoải, nghĩa là cái người bạn thân nhất của tôi khi mà cùng tôi cũng sẽ dự tính là sẽ thi vào sư phạm để trở thành giáo viên sau này, và cũng vì một cái vấn đề của gia đình, bạn mình đã tự tử. Mẹ đấy là một cái biến cố, chứ thực sự đấy là một cái biến cố đối với bạn, nhưng mà nó cũng là một cái biến cố của cái thời đi học của tôi. Người bạn thân nhất của mình cũng hướng sau này sẽ học cùng với mình, tự nhiên đến lúc thi trường mình đi học thì bạn tự tử. Và cái lý do bạn tự tử đây nó là do bạn có những cái vấn đề về tâm lý không chia sẻ với cha mẹ. Bạn đã tìm được cái chết đó. Thì chính vì cái động lực đó mà tôi đã chọn học thi sư phạm và chọn nghe cái ngành tâm lý để tôi học. Và khi học tâm lý thì tôi cũng hình dung ra được, đúng như các thầy đã chia sẻ, càng học thì mình càng nhận ra là mình có những cái cơ sở, có những cái căn cứ để mình nhận định bản thân mình nó rõ hơn, để mình trở nên bản tĩnh hơn, mình bình tĩnh hơn khi ứng xử trước mọi vấn đề. Học tâm lý nó giúp cho mình có cơ hội có thể lắng nghe được người khác tốt hơn. Và bây giờ chúng ta thấy là cái cuộc sống phát triển lên,
thì bên cạnh những cái vấn đề về xã hội thì con người cũng sẽ gặp những cái vấn đề về tinh thần. Thì người ta thấy rằng cái việc mà mình bị đau chân, có thể cần đi chữa bệnh ngay, nhưng người ta đang thấy những cái vấn đề tổn thương tinh thần con người ta chúng ta cần quan tâm hơn. Và chính vì thế mà những người làm học tâm lý thì chúng ta có thể có phần cái khả năng có một cái chúng ta gọi là cái nhiệm vụ đó, là chúng ta vẫn tự hào nó là một cái trách nhiệm hơn với những con người. Tức là bây giờ chúng ta có khả năng nâng đỡ mà tinh thần cho mọi người là không chỉ chú ý về vấn đề sức khỏe thể chất mà nó hướng tới sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Và bây giờ học tâm lý được gọi đến giống như là bác sĩ cảm xúc. Thì các bạn học tâm lý và thực tế là càng học chúng ta càng thấy là cái vấn đề tinh thần rất đáng được quan tâm, và con người bây giờ có thể hướng tới vấn đề tinh thần của mình. Khi chúng tinh thần chúng ta thấy thoải mái thì chúng ta bắt đầu mới có những cái hành xử hay là có những cái vấn đề trong cuộc sống nó trở nên tốt đẹp hơn. Thì đây là kiến thức của ngành và học cùng tôi có thể thấy được cái giá trị của ngành, và càng học càng làm quen với các bạn sinh viên, có những tiếp xúc được những câu chuyện của các bạn sinh viên, thì tôi thấy kỹ năng của mình thực sự là đáp ứng được những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của mọi người như thế nào. Nếu các bạn còn đang rụt rè không biết học tâm lý mình sẽ học như thế nào, thì các bạn cố gắng bước qua cái ngưỡng cửa cái rào cản đó, các bạn cứ dấn thân vào thì các bạn càng học các bạn sẽ càng có cơ hội hiểu mình, hiểu người khác tốt hơn. Và khi đã hiểu mình, hiểu người khác, đúng như thầy tôi nói là biết người biết ta thì chúng ta sẽ trong trận trong thắng. Hy vọng các bạn sẽ thấy được những cái ý nghĩa của ngành học, và các bạn sẽ mạnh dạn và tự tin chọn cái ngành học của mình cho nó học phù hợp nhất. Ngày cảm ơn MC, cảm ơn thầy cô, cảm ơn cô. Dạ em cảm ơn cô Hà. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay với thầy Nguyễn Duy Hải với bộ môn công tác xã hội. Thì không biết là thầy Hải đã có niềm đam mê với công tác xã hội từ khi nào và vì sao thầy lại muốn trở thành giảng viên của bộ môn này ạ? Dạ vâng, thì ngày xưa tôi học phổ thông á, thì định hướng mà chúng ta sẽ chọn những cái ngành gì chúng ta học đại học á, thì nó cũng có nhiều yếu tố. Thì lúc đó thì tôi cũng tìm hiểu và phân tích, thì tôi thấy là thứ nhất là mình phải có đam mê về cái ngành đó. Thứ hai là mình phải có năng khiếu, có năng lực, và mình phải biết được cái ngành học đó, khi mình ra trường thì mình sẽ làm ở đâu và cái cơ hội về việc làm nó có rộng mở hay không. Thì lúc đó thực sự là tôi cũng có định hướng về những điều đó. Về cái năng lực và sở thích đó, thì hiện nay cũng mong muốn chia sẻ với các bạn luôn. Thì đối với các bạn sinh viên học phổ thông, các bạn học sinh phổ thông đó, thì cái đam mê, cái năng lực là cái điều rất quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không có, chúng ta muốn học ngành đó nhưng mà chúng ta không có đam mê, không có năng lực thì chúng ta học cũng rất khó khăn. Và vì ngày xưa tôi không có học giỏi những cái khối A hoặc khối kỹ thuật đó, nên tôi chọn những cái khối ngành khối C. Nó mang cái tính chất về những cái khối ngành về khoa học chọn nhân văn. Thì trong những cái khối ngành khoa học chọn nhân văn á, thì tôi cũng có tìm hiểu á, thì cái ngành công tác xã hội á, nó là một trong những ngành có cái cơ hội việc làm rất là rộng mở. Và khi mà mình tốt nghiệp ra trường á, thì cái khả năng mình có việc làm ngay và liền, và cũng như là cái cơ hội được lựa chọn những lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn thì nó rất là tốt. Ngoài ra thì cũng có phải nói thật là chúng ta làm những ngành gì thì phải có một cái ngành công tác xã hội phải có cái sự yêu thương người khác, biết lắng nghe người khác, biết nhìn nhận được những cái khó khăn người khác, để chúng ta có thể là tham vấn tư vấn cho họ và hỗ trợ chỉ ra những cái điểm mạnh, những cái nguồn lực mà họ có, để họ có thể tự khắc phục và vượt qua những cái khó khăn của mình. Thì đó là những cái trải nghiệm của tôi khi mà tôi chọn cái ngành này cũng như là công tác cái ngành trong cái ngành công tác xã hội hiện nay. Dạ, em cảm ơn thầy Hải cũng như là các thầy cô ở ban tư vấn online ngày hôm nay, và hy vọng là với những chia sẻ của các thầy cô vừa rồi sẽ truyền thêm cảm hứng cho các bạn học sinh, tiếp thêm năng lượng cho các bạn, để các bạn nào mà đang có nguyện vọng tìm hiểu và lựa chọn hai ngành học này thì các bạn có thể là vững bước và tự tin hơn để bước vào môi trường đại học các bạn nha. Và ở dưới phần bình luận thì bây giờ Minh Khoa đã thấy có khá nhiều những comment của các bạn K28 tương lai hỏi cho những đặt rất là nhiều câu hỏi dành cho tất cả các thầy cô. Thì bây giờ mình bắt đầu gỡ rối cho những câu hỏi này nha. Dạ, em xin được đọc câu hỏi đầu tiên của bạn Khánh Duy. Thầy ơi, cho em hỏi ngành công tác xã hội năm nhất mình học gì ạ? Dạ, câu này thì bây giờ chắc là em xin được mời thầy Hải trả lời trước ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn Duy đúng không ạ?
Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn bạn quan tâm đặt hỏi cho ngành công tác xã hội. Thì đối với lại sinh viên năm nhất ngành công tác xã hội á, thì chúng ta học là những cái môn chính là những môn đại cương và những cái môn quy định chung của nhà trường cũng như là của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ như thầy nói là những cái môn về anh văn và những môn tin học, những môn kỹ năng mềm. Ví dụ như là các bạn những cái môn kỹ năng mềm là những cái môn kỹ năng học ở bậc đại học như thế nào, hay là kỹ năng giao tiếp, rồi kỹ năng thuyết trình vân vân, là đó là những môn kỹ năng mềm. Thì ngoài trong năm nhất thì để cho các bạn có sự hứng thú hơn với ngành đó, thì bên bộ môn cũng có định hướng là xen vào một số môn cơ sở ngành. Ví dụ như các bạn sẽ được đi thực tế về cái nghề nghiệp, thực tế về những cái ngành nghề chuyên môn, là chúng ta nơi mà chúng ta có thể sau khi tốt nghiệp ra trường nó sẽ làm gì, thì chúng ta phải đi tham quan những cái cơ sở đó trong vòng 2 tín chỉ để các bạn có thể biết được là trong tương lai khi chúng ta tốt nghiệp ra trường cái nghề của chúng ta sẽ làm cái gì, và những cái khách hàng của chúng ta, những thân chủ của chúng ta, những người khó khăn đó là ai, và chúng ta có cái đam mê không, chúng ta có lòng trắc ẩn và có thể sẵn sàng giúp người khác hay không. Thì trong năm nhất thì cái định hướng của bộ môn là chúng tôi thiết kế những cái chương trình học như vậy. Dạ vâng. Dạ, đó là câu trả lời của thầy Hải. Cũng cùng với câu hỏi này thì em xin được mời thầy Kiều Văn Tu sẽ bổ sung thêm cho ý thầy Hải được không ạ? Dạ, em xin được nhắc lại câu hỏi là ngành công tác xã hội năm nhất mình học gì ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Khánh Vi, rất là thẳng cái câu hỏi. Chắc là bạn rất là quan tâm là xem khi mà mình bắt đầu vào trường đại học thì mình sẽ học nội dung gì. Thì cũng như thầy Hải vừa nãy chia sẻ, mình cũng chia sẻ thêm với các bạn là ngoài những cái môn học đại cương theo quy định chung của nhà trường thì chúng ta còn phải học những cái môn về chuyên ngành. Trong đó là chúng ta bắt đầu tiếp cận, chúng ta có thể hình dung sơ bộ như thế này. Ví dụ như là trong ngành công tác xã hội chúng ta sẽ phải trải qua các cái giai đoạn, ví dụ như là để mà thực hành tốt một cái kỹ năng hay là một nhóm kỹ năng nào đó thì chúng ta phải trải qua cái giai đoạn, ví dụ như là mình đi xem người ta làm, mình xem. Thế thì có thể năm nhất là chúng ta đã bắt đầu đi cái thực tế, cái thực tế chuyên môn, thì chúng ta có thể đến một cái cơ sở xã hội để chúng ta xem họ làm như thế nào. Rồi sau đó các cái lần tiếp theo mà chúng ta đi thực hành thì chúng ta xem, rồi sau đó chúng ta làm thử, rồi đến năm cuối thì chúng ta đi thực tập, coi như chúng ta làm thiệt luôn. Đó, thì chúng ta có thể để hình thành kỹ năng thì chúng ta có thể trải qua các giai đoạn, đó là chúng ta xem, rồi chúng ta làm thử, rồi sau đó chúng ta sẽ làm thực tế. Thế thì ở năm nhất chúng ta có một cái trải nghiệm. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sẽ đến một cái bệnh viện để chúng ta xem cái trung tâm công tác xã hội hay là cái phòng công tác xã hội ở đó có những cái nhân viên công tác xã hội bệnh viện họ sẽ làm việc như thế nào. Thế thì khi mà chúng ta đến đó, chúng ta tham quan, chúng ta học tập thì người ta sẽ chia sẻ, tôi làm nhân viên công tác xã hội bệnh viện thì tôi sẽ phải làm việc, đó là tôi hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân như thế nào, rồi chúng ta họ sẽ giúp đỡ người nhà bệnh nhân như thế nào, hay là giúp đỡ cho bác sĩ trong cái quá trình điều trị bệnh nhân như thế nào. Thế thì khi chúng ta đưa sinh viên, các bạn sinh viên sẽ được đến các cơ sở xã hội như vậy để chúng ta xem họ làm như thế nào, và đến những cái lần tập kế tiếp, ngành kế tiếp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm thử rồi làm việc theo cái tiến trình trong cái quá trình đào tạo. Xin chia sẻ thêm với phụ huynh cũng như là các em học sinh như vậy. Cảm ơn bạn Vinh. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Và tương tự với câu hỏi đầu tiên của bạn Duy, bạn Khánh Duy đã đặt cho ban cố vấn ngày hôm nay, thì chúng ta có câu hỏi thứ hai của bạn Quách Tỷ Hạnh. Thì bạn có câu hỏi là: dạ em chào thầy, ngành tâm lý học năm nhất mình học những gì vậy ạ? Câu này thì em xin được mời thầy Phạm Văn Tuân sẽ giải đáp cho bạn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của em. Một điều rất là thú vị đó là đối với sinh viên năm thứ nhất ngành tâm lý học thì các em đã được tìm hiểu để trả lời cho câu hỏi tâm lý của con người chúng ta là gì, và tâm lý của con người chúng ta thì nó bao gồm những cái thứ gì ở trong đó. Thầy nghĩ đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người muốn có câu trả lời, và đặc biệt là những bạn mà theo học ngành tâm lý học. Bên cạnh đấy thì sinh viên năm nhất ngành tâm lý các em còn có thể có cái câu trả lời cho câu hỏi đó là ngành tâm lý học thì nó ra đời rồi nó
phát triển như thế nào. Tất cả những cái kiến thức đấy thì tôi nghĩ rằng nó không những là thú vị và rất là cần thiết cho chúng ta để mà sau đó năm 2, năm 3, năm 4 thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta học gì nhỉ? Các kiến thức tâm lý học ở từng ngành nghề, ví dụ như tham vấn tâm lý hay trị liệu tâm lý hay là quản trị nhân sự, vân vân. Thì nói chung là ở năm nhất các em, ngay từ năm nhất thì các em đã được trang bị những cái kiến thức về tâm lý của con người rồi. Này nhá. Rồi, dạ xin cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Như Ngọc là một câu hỏi về ngành tâm lý học. Bạn có câu hỏi là, dạ em chào thầy cô, cho em hỏi là sau khi em học ngành tâm lý học thì em có thể trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý tại các cơ sở thiện nguyện được không ạ? Dạ, câu này thì em sẽ được mời thầy Dương sẽ giải đáp cho bạn ạ. Vâng, cảm ơn bạn Ngọc đã có một cái câu hỏi rất là thú vị vì bạn quan tâm đến đầu ra của ngành học. Câu trả lời của bạn là câu trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ, là bạn có thể làm được ngay. Bạn có thể làm được ở trong các cái tổ chức xã hội. Vậy chúng ta có thể hiểu là các tổ chức đấy là những tổ chức nào, những công việc gì, và chúng ta được học cái gì để ra làm cái này. Thì trong các cái quá trình học đó, giống như thầy Tuân vừa rồi nói là ở năm nhất chúng ta học những cái căn bản về con người. Rồi sau đó chúng ta sẽ học lên sự phát triển bình thường của một con người chúng ta là như thế nào. Sau đó thì chúng ta được nghiên cứu rằng là thế thì những cái hành vi mà mình thấy không bình thường ấy, trong cuộc sống mình thấy ai đó kỳ kỳ lạ lạ, nó là cái gì? Dưới góc độ tâm lý nhìn nó là cái gì? Để mình hiểu. Rồi một ai đó căng thẳng buồn thì nó là cái gì? Tức là tóm lại những cái về bất thường hay gọi là tâm bệnh học. Và sau đó thì chúng ta học các cái kỹ năng về tham vấn, chuyên sâu về tham vấn, và các cái chuyên năng chuyên sâu hơn nữa là về trị liệu tâm lý cho các cái nhóm đối tượng khác nhau. Và ở những cái năm cuối, và có thể bạn nào làm đề tài tốt nghiệp, hoặc nếu không làm đề tài tốt nghiệp, chúng ta sẽ học những cái môn đặc biệt. Có thể là một trong những môn chúng tôi đang thiết kế đưa vào đấy chính là can thiệp thảm họa trong những tình huống khẩn cấp. Thế thì khi bạn hỏi là làm cho các cái tổ chức tình nguyện được không, thì tôi thấy rằng đây là một cái hướng đi rất tuyệt vời. Vì chúng ta biết là trong cứu trợ các cái tình huống thảm họa thì không phải chỉ có cứu trợ về mặt vật chất mà thôi, mà cứu trợ về mặt tinh thần nó còn rất quan trọng. Ví dụ chúng ta thấy là lụt ở miền Trung những năm trước đây, rồi sóng thần hay là thảm họa chiến tranh chẳng hạn, thì cái việc mà cái người cứu trợ về mặt tinh thần hay là đại dịch như vừa rồi, thì chúng ta thấy là những người mà hỗ trợ về mặt tinh thần là cực kỳ quan trọng. Thế thì một người có nền tảng được đào tạo tâm lý với cái thiết kế chương trình như Văn Lai của chúng tôi, thì chúng tôi tin tưởng là các bạn hoàn toàn có thể làm được công việc này, và không những làm mà làm tốt. Đấy là câu trả lời nhé cho các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy Dương ạ. Đối với câu hỏi này thì em xin mời cô Hà có thể là bổ sung thêm cho thầy Dương để trả lời cho câu hỏi của bạn được không ạ? Cảm ơn MC. Thực sự đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh quan tâm. Tại vì các bạn học, các bạn cũng sẽ phải xác định là mình học xong, mình ra trường mình sẽ làm cái gì. Thì cũng như ngay từ đầu tôi có trao đổi đó, là các bạn học ngành tâm lý thì các bạn có thể có nhiều môi trường làm việc khác nhau. Các bạn có thể trở thành giáo viên ở các trường học. Tại vì hiện nay theo quy định chung là tất cả các trường học phổ thông đều phải có phòng tham vấn tâm lý. Cái yêu cầu này đã được Bộ Giáo dục ban hành cách đây khoảng 5 năm rồi. Và chính vì thế các bạn có thể trở thành giáo viên ở các trường học. Các bạn có thể trở thành giáo viên dạy về tâm lý tại các trường đại học có đào tạo ngành tâm lý. Và hiện nay thì rất nhiều trường cũng đã mở cái ngành tâm lý. Ngoài cái cơ hội làm việc tại trường học thì các bạn có thể làm tại bệnh viện. Ở hiện nay rất nhiều sinh viên của ngành tâm lý, các bạn ấy vừa kiến tập vừa thực tập tại khoa tâm lý của một số bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2. Các bạn có thể, các bạn cũng đã thực tập và kiến tập tại bệnh viện tâm thần. Các bạn thấy rằng tại mỗi bệnh viện này đều có khoa tâm lý riêng. Vậy thì đấy là cái chỗ mà khi học tâm lý các bạn có thể gieo mình, các bạn có thể làm việc ở đó được. Ngoài làm ở bệnh viện trường học thì các bạn có thể đến với các trung tâm. Đó, ví dụ vừa sau bạn Ngọc có hỏi đến làm ở các cơ sở thiện nguyện được không? Thực sự là khi chúng tôi tiếp xúc với các bạn sinh viên tâm lý và tìm hiểu về cái nhu cầu việc làm của các bạn thì chúng tôi rất cảm động. Tại vì các bạn sinh viên có những cái định hướng, tức là các bạn hướng tới cái vấn đề thiện nguyện,
đây là một cái định hướng rất mạnh mẽ và khẳng định một lần nữa cùng với thầy Dương với cho bạn nào biết là học tâm lý các bạn có thể làm việc ở tại các cơ sở thiện nguyện. Và ngày nay cái vấn đề về thiện nguyện rất được đặt cao, tại vì con người đã phải trải qua những cái vấn đề về chiến tranh, về dịch bệnh, và trong cái giai đoạn vừa rồi cái dịch bệnh Covid đã gây lại hậu quả ngoài về cái vấn đề về sức khỏe thể chất thì những cái hỗn loạn về tâm lý xuất hiện rất nhiều. Và đấy là cái nhiệm vụ của những người học tâm lý có thể làm được. Nếu thì các bạn làm ở các trung tâm về trị liệu tâm lý, tham vấn tâm lý, các bạn có thể làm tại các công ty, các tổ chức xã hội về vấn đề về đào tạo phát triển nhân lực con người, tức là làm về tâm lý học xã hội. Thế vậy thì với cái hình hướng đào tạo theo tham vấn trị liệu và tâm lý học xã hội thì sinh viên mà học ngành tâm lý của Đại học Ba Lan có thể rất nhiều nơi để làm việc, tức là cơ hội làm việc của các bạn rất là rộng mở. Đó, tôi xin bổ sung thêm ý kiến như vậy, xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Bây giờ thì Minh Khoa xin được mời quý phụ huynh cùng với các bạn học sinh chúng ta đổi với gió một chút xíu qua ngành công tác xã hội sau những câu hỏi về ngành tâm lý học. Thì câu hỏi này em xin được mời thầy Hải sẽ giải đáp cho bạn tên là Thu Huyền. Bạn đã câu hỏi như sau ạ. Dạ thầy ơi, em muốn hỏi trong quá trình mình học tập, mình có được đi thực tập xã hội không ạ? Cảm ơn bạn Thu Huyền cũng quan tâm đến ngành công tác xã hội, thì cũng xin trả lời bạn như thế này. Thì cái chương trình của ngành công tác xã hội của trường Đại học Văn Lang á, nó cũng có những điểm khác biệt so với lại những cái trường khác. Thì cái thời lượng cái định hướng của chương trình đó là ứng dụng. Thì trong cái định hướng ứng dụng á, thì chúng tôi có thiết kế là khoảng 40% cái thời lượng các bạn học về chuyên môn á, là các bạn học đến thực hành, thực tập, thực tế. Và chúng ta sẽ đi rất là nhiều cái trải nghiệm ở bên ngoài trường. Ví dụ như chúng ta có thể là đến những cái nơi như để chúng ta thực hành cái chuyên môn chúng ta. Ví dụ như là chúng ta đến trường học, chúng ta thực hành công tác xã hội với học sinh. Chúng ta đến bệnh viện thì chúng ta thực hành cái công tác xã hội với lại những người bệnh ha. Rồi công tác xã hội trong lĩnh vực y tế. Hay là chúng ta có thể là đến những cái trung tâm máy ấm nhà mở, những cái trung tâm về công tác xã hội để chúng ta có thể trải nghiệm một cái người nhân viên làm trong lĩnh vực công tác xã hội họ sẽ làm cái gì ha. Và chúng ta sẽ được chính những cái người đã đang làm nghề đó, đang làm nghề trong những cái công ty, những cái tổ chức xã hội đó, thì họ sẽ trực tiếp chỉ chúng ta, bên cạnh những cái thầy cô cũng sẽ đi theo sát các bạn. Thì ngoài ra có một điểm mạnh của trường Đại học Văn Lang về cái ngành công tác xã hội á, thì chúng tôi có mời những cái chuyên gia của những cái nơi, những cái quốc gia mà họ phát triển mạnh về ngành công tác xã hội, ví dụ là Hồng Kông, Philippines, Thái Lan, thì chúng tôi có liên kết mời những chuyên gia của những cái trường đại học bên những cái nước đó, thì họ qua đây để họ có thể là tổ chức những cái buổi nói chuyện chuyên đề, hoặc là họ có thể cùng với giảng viên ở trong trường để họ cùng hướng dẫn sinh viên tới những cái cơ sở để cho chúng ta có thể là biết được, so sánh được cái ngành công tác xã hội của Việt Nam và cũng như nước ngoài, thì cái chuyên môn họ trong lĩnh vực thực hành, thực tập, thực tế thì họ có khác biệt nhau như thế nào. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm cho các bạn có thể là khi các bạn học cái ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn Lang. Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại một chút với ngành tâm lý học của trường mình. Thì bạn Trúc Giang có một câu hỏi là: dạ em chào thầy cô, thầy cô cho em hỏi ngành tâm lý học trường mình có đào tạo chuyên ngành tâm lý học giáo dục không ạ? Em cảm ơn thầy cô nhiều ạ. Rồi đối với câu hỏi này thì em xin mời cô Hà sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn Trúc Giang ạ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu hỏi của Trúc Giang. Có vẻ như là bạn Trúc Giang đang rất băn khoăn về cái việc là mình làm tâm lý mình có thể đi dạy được không, đúng không ạ? Bởi vì là cái câu hỏi của bạn là có đào tạo về chuyên sâu tâm lý học giáo dục hay không, thì cô có cảm nhận là giống như bạn cũng đang có định hướng là tâm lý xong mình sẽ hướng tới vấn đề về trường học. Thì như cô nói là bạn học tâm lý là có thể làm tại các trường học. Tuy nhiên cái tâm lý học giáo dục nó chỉ là một cái môn thuộc về kiến thức ngành của tâm lý ở Đại học Văn Lang. Tại vì tâm lý học giáo dục nó xếp vào môn kiến thức ngành để bạn có thể định hướng bạn chọn học về tham vấn tâm lý hoặc là trị liệu tâm lý. Nhắc lại lần nữa, ngành tâm lý của Đại học Văn Lang có hai chuyên sâu là tham vấn trị liệu và tâm lý học xã hội. Vậy thì khi bạn học tâm lý học giáo dục sẽ giúp cho bạn định hướng nó là kiến thức ngành đó. Từ những cái ngành đó bạn sẽ định hướng vào chuyên sâu để học bản tâm lý. Nếu bạn có hướng là theo tham vấn trị liệu thì bạn nên chọn cái môn tâm lý học giáo dục.
gian giáo dục thì bạn sẽ hiểu được những cái cơ chế của việc xây dựng các phương pháp giảng dạy, động cơ học tập cho người học bằng những cái động lực tâm lý như thế nào. Và đây là một những cái giá trị giúp cho cái định hướng của người giáo viên có thể làm tốt cái công việc của mình. Cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn cô Hà. Và tiếp theo một câu hỏi nữa về ngành tâm lý học thì em xin được đọc câu hỏi của bạn Phạm Vân Anh. Dạ, em chào thầy, em có tính cách hơi hướng nội thì có phát triển tốt môn tâm lý học được không ạ? À? Câu hỏi này thì em xin được mời thầy Dương sẽ trả lời cho bạn ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn là em có xu hướng tính cách hướng nội thì có học tâm lý được không? Xin trả lời rằng là mỗi người chúng ta được sinh ra không ai giống ai cả. Mỗi người chúng ta là một thế giới riêng và chúng ta có những cái tố chất, những cái đặc trưng tâm lý riêng. Và mỗi người chúng ta đều đáng quý. Thế thì có phát triển cái ngành nghề trợ giúp người khác được không? Ngành tâm lý có theo cái ngành tham vấn trị liệu được không? Thì xin trả lời ngay với bạn là được, hoàn toàn được, không có trở ngại gì trong chuyện này cả. Khi học tâm lý nó có một cái chức năng, hay là nói khác hơn ấy, là ý nghĩa mang lại của người được đào tạo tâm lý. Giống như cái ý mà thầy Tuân với cô Hà nói trước đó, đó là mình hiểu mình hơn. Khi các bạn học vào chuyên sâu trị liệu thì điều đầu tiên các bạn phải được trị liệu chính mình. Là một nhà tâm lý có thể giúp cho người khác được, làm mọi người đã được thông qua cái quá trình trị liệu cho chính bản thân mình để hiểu rõ con người của mình, điểm mạnh và điểm yếu của mình như thế nào, và mình có thể giúp thân chủ ở những cái nhóm đối tượng nào là phù hợp với mình. Thì điều này đối với tôi thì tôi nghĩ là hoàn toàn được. Tôi có thời gian làm việc ở trong một cái bệnh viện khoảng gần 15 năm. Và chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc mà mỗi nhà tâm lý có một cái màu sắc riêng, nó cũng là một điều rất phong phú. Nhà tâm lý không ai giống ai cả, không phải là người nào cũng phải là hoạt ngôn, người nào cũng phải là một cái người mà có cái khả năng về ăn nói ở bên ngoài. Nhưng bù lại, nhà tâm lý có những cái kỹ năng, đó là lắng nghe, thấu cảm tốt, đồng hành được với thân chủ, từ đó giúp cho thân chủ tự tin tưởng hơn với chúng ta, cởi mở hơn và họ tiến triển hơn. Thì đó là một trong những cái thế mạnh của một nhà tâm lý. Và chúng ta trong quá trình học sau 4 năm, sau thực tập và sau những cái lần chúng ta được học tập thông qua giám sát, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó ở mỗi cá nhân, và chúng ta hoàn toàn có thể phát triển nó cách tốt đẹp để giúp cho người khác. Đấy là câu trả lời cho bạn. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, đó là những tố chất cần có của người học ngành tâm lý học. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với ngành công tác xã hội. Thì em xin đặt câu hỏi cho thầy Tu là ngành công tác xã hội, khi mà mình học thì mình cần có những tố chất gì ạ? Xin chào tất cả các phụ huynh cũng như là các em học sinh. Thì đối với ngành công tác xã hội thì đây là một ngành đòi hỏi về cái kỹ năng thực hành, cái xu hướng thực hành tại cộng đồng, tại các cơ sở xã hội. Bởi vậy cho nên chúng ta cần một cái yếu tố, đó là chúng ta có cái sự tự tin và cái kỹ năng giao tiếp thật tốt. Thì đây là những cái yếu tố mà có thể giúp cho một người làm công tác xã hội có thể thành công hơn so với những cái người nếu như chúng ta không đạt được những cái kỹ năng. Tất cả những cái kỹ năng trong cái quá trình chúng ta được học tập ở trong nhà trường thì đều phục vụ cho chúng ta trong việc trở thành là một cái người làm công tác xã hội chuyên nghiệp ở tại các cái cơ sở xã hội. Thì có thể có rất là nhiều những kỹ năng để giúp cho một cái người làm công tác xã hội thành công hay là đạt được những cái thành tựu tốt hơn, nhưng mà chúng ta có thể quy tụ lại những cái nhóm kỹ năng, đó là về kỹ năng về giao tiếp, truyền thông, kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, và các cái kỹ năng về thấu cảm, kỹ năng về thấu cảm, và
tư vấn tham vấn cho các cái đối tượng thực sự khác nhau. Thì tất cả những kỹ năng như vậy có thể phụ huynh hay là học sinh, các bạn học sinh có thể nghe nó còn hơi xa lạ. Thế nhưng mà nếu chúng ta tham gia vào quá trình học ngành công tác xã hội thì có thể được đào tạo và chúng ta sẽ thực hành những cái kỹ năng này để có thể đáp ứng được những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu trong công việc. Thì đó là những cái kỹ năng rất là cơ bản tôi muốn chia sẻ với các bạn để có thể trở thành một người làm công tác xã hội. Dạ, và đó là những tố chất cần có, những tố chất cơ bản của người học ngành công tác xã hội. Như vậy nối tiếp với câu hỏi ấy thì em xin được hỏi thầy Hải một chút xíu là bí quyết nào để các em sinh viên sắp tới có thể là học tốt nhóm ngành công tác xã hội ạ? Dạ vâng, thì đối với những sinh viên ngành công tác xã hội hay là những bất kỳ chúng ta theo học cái bậc đại học á, cái sự chăm chỉ, sự tìm tòi khám phá sáng tạo, cái kỹ năng về tư duy và cái sự tự học đó, thì là chung cho tất cả các ngành chứ không riêng ngành công tác xã hội đâu. Nhưng mà đối với lại những các bạn mà chúng ta học cái ngành công tác xã hội á, thì chúng ta phải chăm chỉ là một thôi. Nhưng mà chúng ta phải trong quá trình học á, chúng ta phải rất chịu khó theo đuổi những cái khóa về thực hành thực tập, không chỉ là trong cái chương trình đào tạo của bộ môn. Mà chúng ta còn phải là có một cái tinh thần tự giác, chúng ta đi ra ngoài để chúng ta sao làm thêm cho các tổ chức, những cái tổ chức xã hội hoặc là những cái trung tâm hoặc là những cái bệnh viện trường học có cái nhu cầu về cái nhân lực của ngành công tác xã hội, thì chúng ta phải sao thực hành, tham gia thực hành rất nhiều. Tại vì ngành công tác xã hội thì chúng ta được phải là gọi là nghề, cái người được làm nghề công tác xã hội. Chứ còn nếu chúng ta học lý thuyết không á mà cộng với sự chăm chỉ không thì cũng chưa đủ, mà bắt buộc chúng ta phải dấn thân, có đam mê và phải chịu khó thực hành, tham gia thực hành tích cực, thì lúc đó chúng ta mới vững tay nghề. Và điều đó cũng giúp cho các bạn làm sao khi chúng ta tốt nghiệp chúng ta có một cái lý lịch, cái CV nó rất là tốt. Tại vì quá trình khi chúng ta làm á, thì người ta luôn luôn hỏi chúng ta rằng là như vậy trong cái quá trình học thì chúng ta ngoài cái kiến thức trên lớp thì chúng ta đã từng có kinh nghiệm làm ở đâu chưa ha. Thì đó cũng là cái việc mà chúng ta tự giác theo đuổi những cái khóa thực hành, học thêm các chứng chỉ có liên quan mà chúng ta dấn thân vào các tổ chức xã hội thiện nguyện, chúng ta thực hiện những công tác xã hội thiện nguyện trong cộng đồng, thì đó cũng giúp chúng ta ngoài cái phần kỹ năng rèn luyện về kỹ năng mà chúng ta còn có những cái lý lịch rất là tốt để chúng ta có thể tốt nghiệp ra trường, chúng ta có những cái điểm mạnh hơn những cái sinh viên khác để chúng ta được nhận ngay vào những cái cơ sở mà nó có nhận nguồn nhân lực của ngành công tác xã hội. Đó là những chia sẻ của tôi. Dạ, em cảm ơn thầy. Bây giờ thì mình sẽ quay lại chút xíu về ngành tâm lý học. Thì thật ra thì bạn này, bạn tên là Nguyễn Tấn Phát và bạn đặt câu hỏi cho cả hai ngành luôn. Câu hỏi về nơi thực tập và cũng như là thời gian thực tập. Toàn bộ câu hỏi của bạn là: dạ em chào các thầy cô, cho em hỏi là ngành tâm lý học và ngành công tác xã hội sẽ thực tập ở đâu và bắt đầu từ năm mấy vậy ạ? Mong thầy cô giải đáp ạ. Em xin mời thầy Hải sẽ tiếp tục giải đáp câu này ở phần ngành của mình là ngành công tác xã hội. Dạ vâng, cảm ơn bạn Tấn Phát. Thì như tôi nói cái phần đầu lúc trước thì cái giai đoạn các bạn thực tập nó sẽ được trải dài từ năm nhất cho đến năm cuối cùng. Tuy nhiên thì những năm nhất hoặc là những năm hai thì chúng ta cái phần trải nghiệm và thực hành nó sẽ chiếm cái thời lượng trong chương trình đào tạo nó ít hơn thôi. Và cái phần thực hành hoặc là thực tập nghề nghiệp á, nó sẽ nằm chủ yếu ở cái năm tư và một phần ở đó là năm thứ ba. Ví dụ như tôi nói là năm nhất thì chúng ta chủ yếu là đi trải nghiệm và thực tế nghề nghiệp thôi. Đến năm thứ ba thì chúng ta có thể là thực hành những cái môn học nó mang tính chất dài hơn, 3 tín chỉ, 4 tín chỉ chúng ta thực hành tại cộng đồng, tại bệnh viện, tại trường học, tại các trung tâm nghiên cứu về công tác xã hội hoặc là những cái dự án, những trung tâm mà họ làm về dự án của ngành công tác xã hội. Hoặc là chúng ta có thể là phát triển cao hơn ở những năm cuối chúng ta thực tập ở các tổ chức phi chính phủ, thì đó cũng là một cơ hội để chúng ta có thể giao lưu với lại quốc tế. Thì đó là cái thời lượng phân bố trong cái chương trình đào tạo của ngành công tác xã hội, và cũng nói rõ là thực tập quan trọng nhất là thực tập cuối khóa, nó nằm ở năm thứ tư của cái chương trình học của các bạn. Dạ. Còn đối với ngành tâm lý học thì bây giờ em xin mời cô Hà sẽ giải đáp cho bạn Phát về nơi thực tập và thời gian thực tập ạ. Dạ em xin mời cô ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn Phát. Đây là một câu hỏi cũng rất là hay và cô nghĩ là
học sinh quan tâm. Một cái sự khác biệt căn bản của giáo dục đại học với giáo dục phổ thông đó là giáo dục đại học theo cái hướng chuyên nghiệp. Tức là các bạn học, các bạn phải biết ứng dụng cái ngành học của mình vào cái công việc thực tế tương lai. Và vì để đáp ứng được cái nhiệm vụ của đại học như vậy, cho nên là các chương trình đào tạo của đại học đều hướng tới cái hướng ứng dụng ngành nghề. Và ứng dụng ngành nghề nó được thể hiện cụ thể trong các môn học. Ví dụ như với ngành tâm lý học thì chúng tôi thiết kế hai môn học giúp sinh viên có cơ hội được trải nghiệm thực tiễn ở đây. Thứ nhất là môn kiến tập nghề, thứ hai là môn thực tập nghề. Vậy cái giai đoạn nào các bạn sẽ học hai môn này? Thông thường là theo cái cấu trúc của một chương trình đào tạo, đầu tiên các bạn sẽ học môn kiến thức đại cương một năm nhất. Rồi đến năm 2 các bạn học môn kiến thức ngành. Và sau khi các bạn học đại cương và kiến thức ngành, tức là các bạn biết được những cái bình thường nhất của những cái vấn đề tâm lý bình thường của một người bình thường như thế nào. Từ đó các bạn bắt đầu mới đi học những cái bất thường. Vậy thì trước khi đến với cái chuyên sâu, các bạn phải có một cái giai đoạn trải nghiệm thực tiễn, tức là các bạn phải biết được cái ngành nghề như vậy thì thực tế nó đang diễn ra như thế nào. Cho nên cuối năm 2 chúng tôi thiết kế một cái môn là môn kiến tập nghề. Các bạn sẽ đến, tất cả sinh viên đều được tới 3 nơi đại diện cho 3 cái môi trường mà sau này sinh viên có thể làm được. Thứ nhất, các bạn đến kiến tập tại trường học. Sau đó các bạn đến kiến tập tại các bệnh viện, trung tâm tham vấn trị liệu. Các bạn đến kiến tập tại các công ty. Và hướng tới chính là các phòng nhân sự của các công ty. Vậy khi các bạn được đến 3 nơi này rồi, các bạn kèm theo những kiến thức ngành và kiến thức đại cương các bạn đã học, các bạn bắt đầu có cái nhìn cụ thể hơn về cái chuyên sâu mình chọn. Vậy đến năm 3 và năm 4 các bạn bắt đầu học các môn chuyên sâu. Các bạn có hai hướng chuyên sâu như vậy. Và bây giờ cái chuyên sâu mình có rồi, mình bắt đầu biết được cái bất thường rồi, thì mình bắt đầu có cơ hội mình ứng dụng cái ngành nghề. Cho nên đến năm thứ 4 và thường thậm chí là 3 năm rưỡi các bạn đã có cơ hội rồi. Các bạn sẽ bắt đầu đi thực tập. Các bạn có thời gian thực tập là 12 tuần tại các nơi các bạn muốn làm sau này. Và cái vấn đề thực tập ở đây nó cũng sẽ là nhiều bạn đã định hướng vào cái nơi mà mình sẽ làm việc sau này. Thế thì đây là có hai thời điểm bạn lưu ý. Thứ nhất là năm nay sẽ kiến tập nghề và năm 4 bạn sẽ thực tập nghề. Cảm ơn ạ. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và câu trả lời của cô Hà và thầy Hải vừa rồi cũng là câu trả lời cuối cùng trong phần Q&A của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau và giải đáp nhiều câu hỏi trong chương trình. Bây giờ thì thời lượng cũng đã sắp hết. Em muốn nhờ các thầy cô sẽ cho các bạn học sinh cũng như là các quý phụ huynh một lời khuyên hoặc là một lời chia sẻ động viên để các bạn học sinh có thể là vững bước, tự tin trước khi mà mình bước vào một kỳ thi quan trọng sắp tới. Bây giờ thì em xin được mời thầy Hải. Cũng đã từ một người cũng đã đi thi đại học và cũng đã trải qua cái giai đoạn chuẩn bị cho những cái thi rất là khó khăn, cũng có nhiều thử thách, thì cũng có một vài lời khuyên đối với các bạn thí sinh như sau. Thì thứ nhất, chúng ta phải tự tin về cái, chúng ta tạo ra một cái tâm lý tự tin để chúng ta nghĩ rằng là những cái cuộc thi này thì chúng ta có thể hoàn toàn bước được. Thứ hai nữa, chúng ta phải chuẩn bị những cái kiến thức cho nó tốt. Thứ ba là về sức khỏe, thì chúng ta cũng phải cân đối về cái sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi. Chứ không nhất thiết chúng ta cũng làm phải nghĩ đến cái chuyện thi thì chúng ta sẽ rất là bị áp lực và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì lúc đó chúng ta vô phòng thi thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng bài làm của chúng ta. Một cái chia sẻ chân thành đối với lại các bạn thí sinh, thì rất là mong các bạn hãy lựa chọn, tự tin lựa chọn trường đại học Văn Lang đối với hai ngành công tác xã hội và tâm lý học. Vì sao? Vì chúng tôi tự hào để đưa ra một cái sản phẩm chất lượng, đó là những chương trình đào tạo tốt, những cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giảng viên tốt, để có thể là đồng hành và theo cùng các bạn trong 4 năm học đại học, để các bạn ra trường có đủ cái năng lực về phẩm chất, về đạo đức, về trí tuệ, về kỹ năng nghề nghiệp, để các bạn có thể có những cái việc làm nó tốt và giúp đỡ cho xã hội. Thì đó là những cái chia sẻ của tôi, và cũng rất là chúc mừng các bạn có những cái kỳ thi nó tốt và đạt được những cái mong muốn của mình. Em cảm ơn thầy. Và bây giờ thì em xin được mời cô Hà sẽ tiếp tục gửi lời chia sẻ và vẫn động viên đến các bạn để các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi đại học ạ. Dạ, em mời cô ạ. Cái thời điểm cuối của cái buổi trao đổi hôm nay thì cũng xin chia sẻ thực tế với các bạn học sinh như thế này.
Chúng ta thường có ba cái vòng để chúng ta lựa chọn nghề. Cái vòng thứ nhất là mình chọn cái nghề mà mình thích và chúng ta hướng tới là cái nghề mình đam mê đó, mình dám dấn thân vì nó và hết mình vì nó. Cái vòng thứ hai là chúng ta sẽ chọn một cái nghề mà nó giúp mình có hiệu quả trong cuộc sống. Cái vòng thứ ba là mình chọn một cái nghề mà nó giúp mình có thể phát huy được hết cái tài năng của mình, tức là năng lực cái nghề mình giỏi. Vậy thì bây giờ một cái nghề nó phải như thế nào? Một cái nghề nó phải phục vụ cả ba yếu tố đó, tức là bạn hướng tới chọn một cái nghề mà bạn thích, cái nghề mà bạn giỏi và cái nghề mà chúng bạn có thể tồn tại được, chúng bạn có thể bảo vệ đảm bảo cuộc sống của mình. Và cái làm thế nào để có được cái nghề như thế thì các bạn cũng phải hết sức sáng suốt chọn cái ngành của mình cho phù hợp, đúng không? Rồi vậy thì hiện nay thì hầu như các ngành cũng đều có thể hướng tới đảm bảo tiêu chí này. Thì nhân tiện đây chúng tôi cũng chia sẻ luôn ngành tâm lý đang được coi là một ngành hot, vậy cái ngành này đang được xã hội quan tâm và chúng ta hướng tới. Như vậy thì bạn học cái ngành này bạn vẫn thấy được cái giá trị của mình, và nếu bạn có những cái năng lực, bạn có cái khả năng lắng nghe rồi, hoặc là bạn có những cái kỹ năng về việc trao đổi chia sẻ giao tiếp, thì bạn không ngại làm gì mà không liên kết ngành tâm lý. Rồi và bạn học tâm lý rồi thì bạn có cơ hội phát hiện ra mình và nhiều điều thú vị hơn, bạn có cơ hội tìm hiểu người khác tốt hơn. Vậy thì điều tóm lại cô muốn trao đổi của bạn học sinh là như thế nào, tức là chúng ta hãy chọn cái ngành mà giúp mình có thể đáp ứng được cái ngành mình muốn làm sau này. Và muốn như thế thì bạn phải hết sức sáng suốt, bình tĩnh, tìm hiểu kỹ từng ngành nghề, và chỉ còn 3 tháng nữa là các bạn bắt đầu bước vào một cuộc thi rất quan trọng để định hướng cái tương lai của mình. Thì cũng mong các bạn có một cái sự sáng suốt, sự bình tĩnh khi lựa chọn ngành nghề, và các bạn có một cái sức khỏe thật tốt để chúng ta có thể đạt được những cái mong ước của mình. Chúc các bạn thành công và chúc quý phụ huynh có những cái hỗ trợ rất là đắc lực và phù hợp cho các em học sinh, con em mình có những cái cơ hội tiến tới một cái bậc cấp học cao hơn, nó ý nghĩa hơn, và các bạn có thể trở thành những con người có ích trong tương lai. Và xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn cô ạ. Tiếp theo thì em xin được mời thầy Kiều Văn Tu sẽ nhắn nhủ với các bạn học sinh trong những phút cuối của buổi livestream hôm nay ạ. Dạ em mời thầy. Xin cảm ơn MC. Thì đối với tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới và sẽ lựa chọn cho mình một nghề nghiệp. Thì có rất là nhiều cái cách lựa chọn nghề nghiệp. Tuy nhiên rằng là chính các bạn mới là cái người biết rõ nhất mình phù hợp với ngành nghề nào, và các bạn hãy cố gắng thật suy nghĩ thật kỹ và xem là mình lựa chọn nghề nào là phù hợp. Mình không nên bị các cái phương tiện truyền thông nó chi phối về cái nghề nghiệp này nghề nghiệp kia, nó hấp dẫn hay là như thế nào, và mình cũng không nên là đua nhau bạn bè của mình là chọn ngành này ngành này khác. Và tất cả những cái thông tin đó thì đó chỉ là một cái hướng thông tin để các bạn có thêm cái sự lựa chọn cho bản thân mình. Vì vậy nên là cái sự lựa chọn ngành nghề nào phù hợp thì chính bản thân bạn là cái người quyết định quan trọng nhất, và bạn biết rõ nhất năng lực của mình phù hợp với ngành nghề nào. Tôi cũng chia sẻ thêm, ví dụ là nghề công tác xã hội thì thực sự là cũng chưa được quan tâm nhiều của phụ huynh cũng như tất cả các bạn học sinh. Tuy nhiên là cái sự chưa quan tâm nhiều như thế thì có thể là cái số lượng thí sinh thi vào cái ngành này có thể là thấp hơn so với ngành khác, nhưng mà đó cũng là cái lợi thế cho các bạn sau này, các bạn ra trường cái thị trường lao động các bạn có thể cạnh tranh hơn, và cái ngành nghề này cũng có thể giúp cho các bạn có thể nhanh cái ổn định cuộc sống hơn sau khi ra trường, và mình không phải mất quá nhiều thời gian tìm việc làm. Thì chốt lại một điều đó là cái sự lựa chọn và cái sự xác định về năng lực của chính bản thân mình, đó là cái điều quan trọng nhất để các bạn lựa chọn một nghề nghiệp trong cái giai đoạn quyết định này. Và chúng ta chỉ còn một thời gian rất là ngắn nữa để quyết định trong cái việc lựa chọn nghề nghiệp trong cái bước học đại học của các bạn trong thời gian tới. Và cá nhân thầy cũng rất là mong tất cả các bạn sẽ lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp với bản thân các bạn, phù hợp với bản thân các bạn nhất, các bạn sáng suốt lựa chọn cho mình một cái ngành nghề phù hợp. Xin cảm ơn quý phụ huynh cũng như là tất cả các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn MC. Dạ em xin cảm ơn thầy ạ. Và sau khi mà các bạn đã trải qua kỳ thi đại học thì các bạn sẽ trở thành K28 là những đàn em của Đại học Văn Lang. Thì em xin được mời thầy Hoàng Dương có thể gửi một lời nhắn nhủ cũng như là động viên tới các bạn nhỏ không ạ? Dạ em mời thầy ạ.
Cảm ơn MC. Cái ý của MC rất là hay. Tôi xin phép được là chào các bạn K28 của khoa học xã hội nhân văn Văn Lai và của môn tâm lý của chúng tôi. Phải nói là chúng tôi đang ở một cái môi trường mà có cái cơ sở vật chất hiện đại, có một cái đội ngũ giảng viên chất lượng và chúng tôi có thiết kế chương trình khoa học và rất sẵn sàng để chào đón các bạn đến. Và cũng một thông tin để các bạn là có thể tự tin hơn, đấy là cái cách để các bạn tiếp cận với chúng tôi hiện nay đang rất là dễ dàng. Có thể các bạn thông qua online và thông qua các cái buổi như thế này, và các cái nguồn thông tin của chúng tôi đang rất là rộng ở trên không gian internet, và các bạn có thể tiếp cận bất cứ lúc nào và ở đâu. Cho nên chúng tôi rất là háo hức và chào đón các bạn đến với môi trường của chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy. Vậy còn thầy Tuân thì sao ạ? Thầy Tuân có những lời chia sẻ nào muốn gửi đến các bạn K28 để các bạn có thêm động lực cũng như là sự háo hức để bước vào ngôi nhà Văn Lai được không ạ? Dạ, em mời thầy. Vâng, xin cảm ơn MC. Thầy nghĩ là các em ngồi và đang xem live stream này thì cũng có nghĩa là các em cũng đã có cái mong muốn và dự định để theo đuổi các cái ngành về khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là hai ngành tâm lý học và ngành công tác xã hội mà Văn Lang đang giới thiệu các em. Thực ra giới thiệu về ngành thì cũng đã nói khá nhiều, và chỉ xin chia sẻ với các em một ý, đó là khi các em đã có nhu cầu, đã có mong muốn, đã có đam mê, thì các em hãy tự tin thực hiện mong muốn, đam mê và ước mơ của mình. Và thầy nghĩ Văn Lang nói chung, khoa xã hội nhân văn nói riêng, cũng như là bộ môn tâm lý học của môn công tác xã hội sẽ là những cái địa chỉ tin cậy và sẽ là những cái nơi chắp cánh ước mơ cho em ở trong tương lai. Thầy nghĩ rằng là các em sẽ có thể thành công nếu như các em chọn Văn Lang, chọn tâm lý học và chọn công tác xã hội. Chào các em. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về những ngành nghề mới sẽ tiếp tục lên sóng vào những tuần tiếp theo. Và em xin được cảm ơn lời chia sẻ cũng như là những lời nhắn nhủ của ban tư vấn ngày hôm nay đã chia sẻ từ những chương trình học cho tới giải đáp những câu hỏi lớn nhỏ của các bạn học sinh lớp 12. Và em xin được kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe và hy vọng là Văn Lang sẽ đón nhận đội ngũ khóa 28 có thể là đến thật là đông đủ để có thể cùng với các anh chị khóa trước mình cùng nhau xây dựng một mái nhà chung Văn Lang ấm áp nghĩa tình các bạn nha. Các bạn thân mến, năm 2022 nhằm giúp cho các bạn học sinh trung học phổ thông có thể hiểu thêm về các chương trình học cũng như là các hoạt động của sinh viên, thì trường đại học Văn Lang đang có rất nhiều chương trình như là livestream Văn Lang Q&A, talk show hướng nghiệp S-Talk để có thể là tư vấn hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Và đặc biệt là ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 4 sắp tới thì Văn Lang sẽ tổ chức ngày hội Open Day để các bạn có cơ hội đến thăm trường, tham gia các lớp học chuyên đề và cũng như là khám phá đời sống của sinh viên Văn Lang. Các bạn có thể quét mã QR dưới đây để đăng ký nhé. Các bạn thân mến, quay trở lại với series livestream Văn Lang Q&A thân thuộc thì xin mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ đón xem chương trình định kỳ vào lúc 18 giờ tối thứ ba hàng tuần trên fanpage Trường Đại học Văn Lang để chúng ta sẽ cùng trao đổi về những chủ đề tuyển sinh thiết thực nhất. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời.
dẫu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang muôn vàn. Rồi văn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng văn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng. Dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng văn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương. Dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Chúng ta.